Ông thứ tư tờ New York Times đã bất ngờ đăng bài viết của một viên chức cao cấp trong chính quyền tổng thống Trump cho biết nhân viên tòa bạch ốc đang cố gắng bảo vệ đất nước khỏi những cơn bóc đồng tồi tệ nhất của ông Trump bài luận được công bố giữa bối cảnh tổng thống thường xuyên chỉ trích các tin tức giả mạo fake news đặc trách báo chí tòa bạch ốc Sarah Sander gọi đây là điều tồi tệ nhất nói rằng tờ báo nên xin lỗi ông Trump và người viết bài luận này phải từ chức trong lời giới thiệu, tờ báo cho biết tác giả đã yêu cầu ẩn danh vì công việc của họ sẽ bị nguy hiểm nếu danh tính bị tiết lộ. Tờ báo lập luận, chúng tôi tin rằng phát hành bài luận dưới hình thức ẩn danh là cách duy nhất để cung cấp cho độc giả những thông tin quan trọng. Đây không phải là hành động chưa có tiền lệ, nhưng trường hợp hôm thứ Tư được xem là đỉnh cao nhất. Jody Canter một phóng viên của Time, chia sẻ trên Twitter, Dường như các phóng viên thời báo giờ đây đang cố gắng tìm kiếm danh tính tác giả bài viết mà các đồng nghiệp của tôi đã đồng ý tuyên thuệ sẽ bảo vệ danh tính cho nguồn ẩn danh. Kyle Pop, biên tập viên của Columbia Journalism Review nói rằng quyết định này cũng giống như các trang tin tức khác. Họ bảo vệ một nguồn tin ẩn danh. Điều khác biệt là nguồn tin này mang một thông điệp mạnh mẽ quá. Tôi nghĩ khó mà bảo vệ danh tính cho tác giả. Nếu tôi là người xem xét để ra quyết định, có nên đăng bài luận này với điều kiện ẩn danh không? Tôi sẽ chấp nhận rủi ro, vì đó là một rủi ro đáng thực hiện. Thông điệp của bài luận quá mạnh mẽ. Bà Sanders nói rằng chính quyền ông Trump rất thất vọng nhưng không ngạc nhiên về sự công bố bài luận. Bà gọi đây là ví dụ của những nỗ lực sử dụng phương tiện truyền thông tự do để tấn công uy tín của tổng thống Trump. Trong khi bà Sanders gọi tác giả là anh ta The Times chỉ gọi chung chung là nguồn ẩn danh. Eileen Murphy, phát ngôn viên của tờ báo nói, Chúng tôi vô cùng tự hào khi xuất bản tác phẩm này. Bài luận đã làm tăng đáng kể nguồn thông tin cho công chúng về những gì đang diễn ra trong chính quyền Tổng thống Trump từ một nguồn khả tính trong chính quyền. Một số nội dung trong nguồn tin của Times đã phản ảnh các thông tin y hệt như quyển sách của ông Woodward. Cuốn sách nói rằng Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis đã cố tình không thực hiện theo chỉ thị Tổng thống Trump, ám sát lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, và thậm chí cựu cố vấn kinh tế Gary Cohn đã lấy trộm một tài liệu khỏi bàn ông Trump vì lo ngại Tổng thống sẽ chấm dứt thỏa thuận thương mại với Nam Hàn. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama dự định vận động tranh cử cho các ứng cử viên đảng Dân Chủ vào mùa thu này. Hôm thứ Bảy, văn phòng cựu Tổng thống của ông cho biết Ông sẽ bắt đầu vận động tại miền Nam California cho 7 ứng cử viên Hạ viện Hoa Kỳ. Tiểu bang này rất quan trọng đối với Đảng Dân chủ trong nỗ lực giành thêm 23 ghế để nắm quyền kiểm soát Hạ viện trong cuộc bầu cử quốc hội tháng 11 sắp tới. Bảy ứng cử viên trên đang vận động các địa hạt được các đảng viên Cộng hòa đại diện, nhưng những đảng viên này đã bầu cho ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ Hillary Clinton vào kỳ bầu cử năm 2016. Ford O'Connell, một chiến lược gia đảng cộng hòa cho biết mặc dù giờ đây Obama không còn tại nhiệm nhưng ông có thể giúp các đảng viên dân chủ tăng khả năng chiến thắng tại các khu vực chủ yếu là các tiểu bang và các địa hạt nơi ông từng giành chiến thắng khi ra tranh cử hầu hết thời gian ông Obama cố gắng tránh xa những đụng chạm chính trị trong nhiệm kỳ đầu tiên của tổng thống Trump kế hoạch sắp tới của ông là một nỗ lực nổi bật đáp trả người kế nhiệm tại phòng bầu dục Văn phòng Obama cho biết tỷ lệ cử tri dân chủ đi bầu vốn thường ở mức thấp trong những mùa bầu cử không phải là bầu cử chọn tổng thống. Do đó đây là trọng tâm của chiến dịch vận động. Năm nay, các cử tri dân chủ trở nên nhiệt tình hơn trong việc đáp trả tổng thống Trump và các chính sách của ông. Trước khi đến California, ông Obama sẽ đọc một diễn văn vào thứ Sáu tại Đại học Illinois, Urbana, Illinois. Đây được coi là một thông điệp trong chiến dịch của cựu tổng thống Katie Hill, phát ngôn viên của ông Obama nói, vào bài diễn văn hôm thứ Sáu, ông Obama sẽ tập trung nói một điểm, rằng cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11 là thời khắc nguy hiểm. Các cử tri dân chủ không nên ngồi nhà, họ phải đi bầu. Ông Obama cũng sẽ lặp lại lời kêu gọi các cử tri lên án những mâu thuẫn chính trị và các chính sách độc tài. Sau khi rời nhiệm kỳ, ông Obama nhận được tỷ lệ ủng hộ cao nhất trong suốt nhiệm kỳ và được xếp hạng tín nhiệm rất cao. Trong suốt thời gian nghỉ hưu, ông Obama nhấn mạnh sự cần thiết trong việc giành chiến thắng ở các tiểu bang sẽ giúp Đảng Dân chủ giành chiến thắng ở quốc hội. Ông Obama đã ủng hộ hơn 80 ứng cử viên Đảng Dân chủ và văn phòng của ông cho biết ông sẽ ủng hộ thêm nhiều ứng cử viên nữa. Sự trở lại của ông Obama trong chính trường khơi gợi các suy đoán về một ứng cử viên đối trọng với Tổng thống Trump trong cuộc đua tổng thống năm 2020. Giám đốc điều hành Twitter Jack Dorsey điều trần trước quốc hội. Giám đốc điều hành Twitter Jack Dorsey đã mở đầu phiên điều trần với một giọng điệu cẩn thận như đã được tiên đoán. Thay vì trả lời các câu hỏi chất vấn, ông liên tục đề phòng và tỏ ra một người ham đọc sách, một CEO chỉ muốn cải thiện công ty để phục vụ thế giới. Khi thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Arkansas Tom Cotton hỏi ông Dorsey về lòng trung thành của Twitter đối với Hoa Kỳ, ông Dorsey đã trả lời không rõ ràng. Ông không đi thẳng vào câu hỏi liệu ông muốn hợp tác với chính phủ Hoa Kỳ hay Trung Cộng và Nga. Ông Dorsey đã trả lời, ông không hiểu câu hỏi này. Ông Curtin cũng hỏi công ty của ông có phải là một công ty của Hoa Kỳ hay không? Và ông Dorsey đáp, đúng vậy, chúng tôi là một công ty của Hoa Kỳ. Nhưng khi được hỏi bạn có muốn thấy Hoa Kỳ là một đại cường quốc hay không? Ông Dorsey đã lãng tránh. Ông nói rằng tôi thích giúp đỡ và phục vụ mọi nơi trên thế giới bảo vệ người dùng 24 trên 7 ngày một tuần, thủ các điều khoản dịch vụ và giúp cơ quan tình báo duy trì trật tự pháp lý. Khác với ông Mark Zuckerberg của Facebook đã trả lời nhanh các câu hỏi trong phiên điều trần hồi tháng 4, giúp ông Zuckerberg khép lại bê bối của công ty. Ông Dorsey lại cẩn trọng về trả lời các câu hỏi để tránh bị gai bẫy. Richard Leavitt, nhà sáng lập của CEO của công ty truyền thông công chúng, Ông Levitt bình luận so với ông Zuckerberg, ông Dorsey trưởng thành hơn, câu trả lời của ông Dorsey rất hoàn hảo. Chúng ta có thể thấy anh ấy đang nghĩ điều gì. Ông Levitt nói họ đã nhận ra họ là một trong những nền tảng truyền thông mạnh mẽ nhất và họ có nhiều trách nhiệm với công việc này.